một người đàn ông đã thiệt mạng và một người khác bị thương vào ngày 19 tháng 5 sau khi bị con sư tử núi tấn công lúc đang đạp xe xuyên rừng vắng vẻ ở khu vực đông bắc thuộc thành phố Snoqualmie ở tiểu bang Washington. Tờ New York Times cho hay hai người bạn cùng nhau đạp xe đi chơi ở trong rừng và bỗng nhìn thấy con sư tử núi nặng khoảng 100 pound đang đuổi theo. Họ đã vội la lớn lên với hy vọng làm cho con vật hoảng sợ và bỏ đi. Cả hai người sau đó là ngừng lại, xuống xe và gây tiếng động ồn ào, như là các lời hướng dẫn vẫn thường thấy cho trường hợp này. Lúc đầu thì phản ứng này có vẻ hiệu quả vì con sư tử núi đã bỏ đi, nhưng khi họ chuẩn bị đạp xe đi tiếp thì con vật quay trở lại. Theo trung sĩ Ryan Abbott, phát ngôn viên của sở cảnh sát quận King County, sư tử núi phóng tới tấn công ông Isaac M. Siderbaum, 31 tuổi, ngoạm vào đầu ông, lắc qua lắc lại. Ông Siderbaum lấy tay chống trả, con vật nhả ông ra, rồi sau đó quay sang tấn công người kia. Bà Sonia Chaybrook, 32 tuổi, khi thấy bà này bỏ chạy vào rừng. Ông Siderbaum máu chảy đầm đìa, lên xe đạp ra khỏi nơi bị tấn công. Ông ngoảnh lại và thấy bà Brooke đang bị con cọp núi ngoạm kéo lê vào rừng. Theo lời của trung sĩ Abbott, ông Siderbaum sau đó cho dấu trách hay là ông phải đạp xe trong rừng tới 2 dặm, tức là khoảng 3,2 cây số, trước khi đến nơi có sóng điện thoại để gọi cấp cứu. Tổng đài cấp cứu 911 cho hay vào lúc khoảng 11 giờ sáng theo giờ địa phương, họ nhận được cú điện thoại có người la lớn, "Có ai nghe tôi không? Cứu tôi với." Rồi sau đó máy in bật đài truyền hình KIRO-TV ở Seattle cho hay như vậy. Cho đến khi nhân viên cấp cứu vào được tới nơi thì đã quá trễ, dấu trách tìm thấy thi thể của bà Rooks, 32 tuổi, với con sư tử núi nằm cạnh đó. Theo lời của đại úy Alan Myers thuộc cơ quan bảo vệ đời sống hoang dã của tiểu bang Washington, ông Siderbaum được cấp cứu bằng trực thăng đến một bệnh viện ở thành phố Seattle, cách đó chừng 30 dặm, tức là tương đương với 48 cây số về hướng Tây. Theo trung sĩ Ryan Abbott, ông này trong tình trạng bị thương tích trầm trọng lúc vào bệnh viện, nhưng nay đã đang được hồi phục. Theo bệnh viện Harborview Medical Center cho biết, sư tử núi cũng được biết dưới các tên khác như là báo và được thấy xuất hiện từ vùng British Columbia và Alberta ở Canada cho tới khu vực phía nam của Texas và thường chỉ thấy ở vùng Tây nước Mỹ. Vụ tấn công vào ngày 19 tháng 5 vừa qua là vụ thứ hai mà sư tử núi làm chết người tại tiểu bang Washington từ 100 năm qua. Mới đây, cảnh sát Đức đã phát hiện chất phóng xạ ở trên những cây bài của một ổ cờ bạc người Việt tại Berlin. Tin tức đã khiến cho nhiều người phải giật mình, lo sợ và hoang mang, vì đến nay chưa rõ là loại hóa chất phóng xạ ấy sẽ tác hại đến cơ thể của người chơi bài như thế nào. Nói đến chất phóng xạ thì dù nặng hay là nhẹ thế nào đi nữa, đều ắt phải có tác hại khôn lường. Ngày nay, người ta dễ dàng tìm trên mạng để mua những bộ bài bịp với giá chỉ vài trăm nghìn Việt Nam đồng, tức là chỉ khoảng là 20 cho đến 30 euro, kèm theo cả kính áp tròng. Hóa chất được vẽ trên lưng quân bài, người đeo loại kính chuyên dụng sẽ nhìn rõ quân bài đó là quân bài gì. Với giá thành chỉ vài trăm ngàn như thế, xuất xứ từ Trung Quốc thì khỏi nói về chuyện bảo đảm sức khỏe cho một bộ bài bôi hóa chất và có cả kính áp tròng. Nói về bài lá có muôn vàn cách bịp bợm tinh vi, những xảo thuật như tráo bài, chia bài gian lận cần phải luyện tập nhiều cùng với tố chất năng khiếu tự nhiên. Người chia bài gian lận bằng tay và mắt thường như vậy không những khéo léo về đôi bàn tay, nhanh nhạy về con mắt và còn phải có tâm lý, bản lĩnh vững vàng để đối thủ không nghi ngờ. Đạt được trình độ như vậy thì bất cứ bộ bài bình thường nào vào tay đều có thể sử dụng có lợi cho mình. Đây thực sự là những cao thủ trong giới đỏ đen. Nhiều khi họ chơi không hẳn là để kiếm tiền, đối với họ đó còn là một thú chơi mang tính thách đố bản thân mình.
dù là biết họ đang chia bài bịp cũng không thể có chứng cứ nào để mà nói, trừ khi dùng máy quay tốc độ cao rồi tua lại tốc độ chậm mới phát hiện ra được. Những kẻ lợi dụng kỹ thuật công nghệ để bịp bợm, nhất là loại công nghệ rẻ tiền mua dễ dàng trên mạng như là đánh dấu bài hoặc là bài được sản xuất sẵn có ký hiệu, đều chỉ là những tay bịp bợm hạng xoàng. Những đối tượng bị lừa bịp lại còn xoàng hơn. Hệ quả về sức khỏe của các chất phóng xạ trên cây bài không phải ngày 1, ngày 2 để có thể biết ngay được. Nhưng việc phát hiện của cảnh sát Đức sẽ còn để lại một hệ quả nữa trong giới cờ bạc người Việt ở Berlin, những hận thù khó mà bỏ qua được. Chắc hẳn các con bạc đã từng thua mất nhiều tiền, chắc đang nghiến răng oán hận vì đã bị lừa bịp một cách tức tưởi. Những đồng tiền kiếm được bằng bao nhiêu công sức giữa giá lạnh xứ người bỗng nhiên dâng ngon lành với những kẻ bịp bợm. Chúng ăn chơi phè phỡn và còn người và những kẻ thua bạc là ngu ngơ, là những con gà. Chưa kể là việc cảnh sát Đức gọi lên để chất vấn hỏi cung, thậm chí là cả nguồn gốc số tiền thua bạc, có khi còn phải giải trình. Rồi vợ con biết chuyện, khiến cho cuộc sống gia đình trở nên nặng nề, u uất vì sót tiền bị lừa thì chớ, lại lo lắng bệnh tật mang trong người đã đành, khi còn làm ảnh hưởng đến cả vợ và con. Vợ chồng Phương và Thảo đã từng trải qua nhiều công việc, từ việc làm thuê cho đến việc bếp ăn. 2 giờ sáng mùa đông dậy giao sữa cho khách, những công việc mà ít ai tưởng tượng được về cuộc sống hào nhoáng nơi xứ người. Với những ai luôn cho rằng cưới Việt Kiều đương nhiên là giàu có, thì câu chuyện của đôi vợ chồng Bích Thảo và Duy Phương sau đây sẽ là một góc nhìn khác về hành trình nhọc nhằn, mưu sinh lập nghiệp nơi xứ người. Tính đến nay, Nguyễn Thị Bích Thảo 24 tuổi và Trương Duy Phương 32 tuổi đã bên nhau được 6 năm. Phương theo gia đình sang Úc định cư từ 15 năm trước. Xa quê hương, đã lâu nhưng anh vẫn luôn giữ được nhiều thói quen, tính cách chăm chỉ của người Việt. Cách đây 11 năm trước, Thảo qua Úc du học và cô không ngờ rằng chuyến đi này đã giúp cô gặp được người đàn ông của cuộc đời mình. Một lần Thảo có dự một buổi tiệc tại nhà cô chú và tình cờ làm sao khi hôm đó có cả bố mẹ Phương ở đó. Thấy cô gái dễ thương, nhanh nhẹn nên hai người đã tỏ ý rất có thiện cảm và quyết tâm mai mối cho con trai của mình. Nhờ bố mẹ quân sư, Phương cũng xin phép cô chú Thảo cho được làm quen với cháu gái. Nhưng ban đầu Thảo không mấy mặn mà với việc gán ghép này, bởi trong đầu cô luôn xác định rằng học xong sẽ quay về Việt Nam. Vì cô chú nói cứ làm quen cho có bạn, chứ có yêu hay không là chuyện của mình. Nên 3 tuần sau, Thảo đã nhận lời mời đi chơi của Phương cho vui. Không ngờ qua những lần tiếp xúc với nhau, Thảo dần có cảm tình với Phương. Cô nhận ra rằng hóa ra anh ấy sống rất chân thành, tính tình thì vui vẻ. Gia đình lại đàng hoàng nên chỉ sau 6 tháng tìm hiểu, hai người đã quyết định làm đám cưới. Thảo ấn tượng bởi tình cảm và sự quan tâm ấm áp của gia đình Phương khi bố mẹ anh coi cô như là con gái của trong gia đình. Mỗi lần qua nhà chơi, mẹ Phương đều không quên ôm và hôn cô rất thân thiết. Từ trước đến nay, Phương vốn thương mẹ nên khi thấy mẹ ưng ý nàng dâu tương lai như vậy, anh rất vui. Một ngày, Phương chủ định dành cho Thảo một sự bất ngờ khi anh mời bạn bè thân thiết cùng nhau đi ăn tối. Sau bữa tối, mọi người cùng dắt nhau qua khu biển chơi. Giữa chốn người qua lại đông đúc, Phương đã quỳ xuống ngỏ lời cầu hôn với Thảo. Hành động lãng mạn đó của Phương khiến cho cô vô cùng xúc động, bởi cô hiểu là tính tình anh không mấy khi biểu lộ trước đông người, lại hiếm làm điều lãng mạn, nhưng vì muốn Thảo vui nên anh đã không ngại ngần làm chuyện đó. Hôn lễ của Phương và Thảo được tổ chức tại Úc với sự tham dự của gia đình họ hàng hai bên cùng bạn bè thân thiết. Sau đám cưới, hai vợ chồng sống chung với ba mẹ Phương trong khoảng 1 năm, và đây cũng là khoảng thời gian đầy chông gai và thử thách của hai người. Phương từ trước đến nay vẫn làm trong một công ty chuyên về trang trí nội thất xe hơi. Còn Thảo thời điểm này vừa tốt nghiệp nên chưa có việc làm. Vì muốn kiếm thêm thu nhập, lại thích nấu ăn, nên Thảo đã được bạn của chồng giới thiệu vào làm việc trong bếp kiêm bán hàng cho một tiệm ăn. Cưới nhau được hơn 1 năm thì Thảo sinh con đầu lòng. Mẹ đẻ Việt Nam bận việc nên không qua giúp được,
chỉ có mẹ chồng phụ chăm con cháu. Nhưng chỉ được 2 tuần thì bà nội bị tai nạn giao thông phải nằm viện, thành ra Thảo phải tự mình quán xuyến hết mọi việc. Cũng vì khó khăn mà Thảo từng suýt bị người nhà hiểu nhầm vì cho rằng cô lấy chồng xong là quên luôn gia đình. Nhớ hồi còn đi học, cô ở nhà nhờ cô chú, mọi người hay có thói quen tụ tập vào cuối tuần. Đến khi cưới xong thì thời gian eo hẹp, Thảo không thể qua lại thăm hỏi mọi người nhiều. Nhìn thấy vợ buồn, Phương lại có thêm động lực vươn lên, kiếm thêm tiền để cuộc sống đỡ vất vả. Anh chuyển sang việc lái xe tải giao sữa tươi cho khách mỗi ngày, tuy cực nhưng thu nhập tốt hơn. Có những ngày mùa đông trời rét buốt mà 2 giờ sáng Phương đã phải dậy đi làm. Thảo nhìn thấy chồng vất vả nên càng thương anh đến xé ruột. Nghe chồng kể có khi đi làm cả con đường không một bóng người, lại tối om nên rất sợ. Thảo đã dậy sớm đi cùng chồng, khiêng cùng anh những đồ nặng để cả chặng đường đi làm vui vẻ hơn. Công việc không suôn sẻ, hai vợ chồng lúc nào cũng tự động viên nhau cố gắng vượt qua, chờ tới một tương lai tươi sáng. Đến giờ thì thoảng nhắc lại, có lẽ ai cũng phải bất ngờ vì trải nghiệm của họ lại khác xa so với tưởng tượng về cuộc sống Việt kiều hào nhoáng. Kinh tế trong nhà vốn dĩ không dư giả, vợ lại nghỉ sinh nên cuộc sống của gia đình nhỏ tương đối là chật vật. Bù lại, Phương luôn tạo được niềm vui từ vợ khi rất biết cách quan tâm, phụ giúp vợ con. Phương kể lại, trước đây anh đã từng chứng kiến nỗi vất vả, buồn khổ của mẹ khi bà cũng sống xa nhà. Vậy nên cả anh và mẹ đều rất thông cảm và thương Thảo, luôn nghĩ cho cô. Mẹ chồng lại tâm lý để ý tới cảm xúc của con dâu. Nhớ hồi Thảo sinh, mẹ chồng và chồng cứ thay phiên nhau thức đêm canh em bé giúp cô vì không muốn Thảo quá ư là vất vả. Hai vợ chồng đã tập thói quen từ khi mới cưới là lúc nào cũng chia sẻ với nhau mọi chuyện, từ buồn vui phiền muộn đều chia sẻ cho nhau nghe. Có những khi cả hai tranh luận chuyện gì đó nhưng cuối cùng vẫn bình thường vui vẻ, chưa lần nào tụi mình giận nhau quá một tiếng cả. Vậy nên mới có chuyện vui là đi đâu cũng luôn có hai vợ chồng đi cùng nhau, bạn bè ai cũng biết. Còn nói vui là thiếu hai vợ chồng thì buồn vì không nghe tiếng nói, Thảo chia sẻ lại. Hiện nay cuộc sống của hai vợ chồng đã khá hơn trước khá nhiều. Gia đình cũng đón thêm một thành viên mới. Thảo đã tìm được công việc phụ tá và thư ký cho một phòng khám tư. Phương đã chuyển sang làm tài xế lái xe bus. Kinh tế không còn khó khăn như xưa, gia đình vợ chồng con cái hạnh phúc, luôn biết quan tâm nhau. Nhìn lại chặng đường vừa qua, Thảo cho biết cô chưa từng hối hận về quyết định của mình. Trái lại, hiện giờ cô rất mãn nguyện về cuộc sống. Nói về quan điểm cho rằng lấy chồng Việt kiều để đổi đời, Thảo chỉ cười nhẹ nhàng cho rằng ở đâu thì cũng cần phải nỗ lực, cố gắng mới có được một cuộc sống như ý của mình. Trong thâm tâm, Thảo luôn cảm ơn số phận đã đưa hai vợ chồng tìm được nhau, rồi cho cả hai vô vàn thử thách để họ tìm cách vượt qua. Bởi có đi qua khó khăn khổ sở khi xưa thì đến giờ mọi thứ đã đủ đầy, thì hai vợ chồng mới học được cách trân trọng nhau đến thế. Nhiều người có suy nghĩ là chỉ cần đến được Mỹ thì đã có cuộc sống đầy đủ hạnh phúc. Thực chất thì suy nghĩ này chỉ đúng với những người đã có mọi sự chuẩn bị cũng như là điều kiện sống đầy đủ khi định cư tại Hoa Kỳ. Có thể là nhờ người thân, điều kiện kinh tế gia đình. Nhưng suy nghĩ này lại có vấn đề đối với những ai đến Mỹ định cư làm lại cuộc sống với sự cố gắng, nỗ lực, thích nghi từ hoàn cảnh sống cũng như là ngôn ngữ, công ăn việc làm, thích nghi với văn hóa và cách ứng xử v.v. Ôi đủ mọi thứ trên đời. Khi đến Mỹ cảm thấy mình như từ trên trời rơi xuống vậy. Mọi sự đều mới mẻ và phải nỗ lực thật nhiều trong thời gian đầu. Điều đáng mừng là tất cả những khó khăn đó đều sẽ được giải quyết khi ta biết luôn nỗ lực cố gắng và thành quả là cuộc sống sẽ mỉm cười với ta. Nhiều bạn trẻ thấy Việt kiều về Mỹ đi du lịch khắp nơi thì nghĩ rằng đúng là nước Mỹ là thiên đường. Thực ra ở đâu cũng vậy. Cuộc sống là sự vận động vươn lên, cố gắng không ngừng, không đâu là thiên đường, cũng chả đâu là địa ngục. Điều này hiện tại nơi cá nhân của mỗi con người, cá nhân chịu trách nhiệm trực tiếp về cuộc sống tinh thần cũng như vật chất của chính mình khi đến tuổi trưởng thành. Khác chăng là khi cầm passport của Mỹ và cộng với túi tiền rủng rỉnh thì chúng ta có thể đến nhiều quốc gia trên thế giới một cách dễ dàng hơn.
Nhưng để có túi tiền rủng rỉnh thì thời trẻ cũng phải làm việc cật lực, làm việc nhiều, đóng thuế nhiều để dành tiết kiệm nhiều. Như vậy đến khi về già ta mới có khoản lợi tức khả quan, lãnh hàng tháng. Và đây cũng là khoảng thời gian ta không phải cày cấy vất vả nữa, thay vào đó tập trung vào việc chi tiêu cho phù hợp với ví tiền của mình. Cũng có những người không may mắn khi đến Mỹ khi tuổi đã già. Họ lãnh tiền nhân đạo mỗi tháng từ 500 đến 600 USD và sau đó đem về Việt Nam để sống. Kể ra cuộc sống cũng tạm ổn. Còn đối với những người Mỹ trung bình, mức lương hưu trí nhiều hơn vậy nên cuộc sống thật là đáng sống. Nói gì thì nói, cuộc sống dù có đầy đủ cách mấy thì nhiều lúc trong sâu thẳm cũng nhớ về nơi chôn nhau cát rốn của mình. Do vậy, trên đất Mỹ này, khi cuộc sống chung với đồng hương trong xóm cũng có nhiều điều hay. Thỉnh thoảng ngày nghỉ đi chợ, nghe họ nói tiếng Việt với nhau cũng tạo cảm giác gần gũi và nỗi nhớ nhà vơi đi. Chắc hẳn điều này đúng cho cảm giác ngày đầu tiên đặt chân đến Mỹ. Nỗi nhớ nhà dường như là dâng trào, đôi khi ứa cả nước mắt. Đặc biệt là khi được gợi về quê hương qua những ký ức gợi về. Ở New Jersey, nếu có điều kiện dư dả hơn thì mướn một căn nhà trong khu khang trang bên Hoboken, bên kia sông Hudson. Còn không thì gia đình từ 5 đến 6 người có thể chen chúc trong một apartment chỉ có 2 phòng ngủ ở quận Queens thuộc thành phố New York. Thực chất là dân tộc nào cũng có những ưu điểm và những hạn chế. Theo cách nhìn của tôi, điểm tích cực của người Mỹ gốc Việt, đặc biệt là đa phần các bạn sinh viên khi đến Mỹ du học, họ có tinh thần cần cù, cố gắng làm việc, tinh thần trách nhiệm, làm việc hết mình, không so đo, cãi cọ hay bực bội với sếp hoặc là đồng nghiệp của mình. Còn đối với thế hệ đến Mỹ vào năm 1975, cũng có những người ra đi với lượng kiến thức có sẵn, với trình độ đại học hay với những mảnh bằng trước năm 1975, chúng ta cũng sẽ dễ dàng học lại ở Mỹ. Ở Mỹ, nếu như ta tìm được việc làm đúng khả năng, thì đồng lương ta nhận cũng đáng đồng tiền bát gạo, cuộc sống thật thoải mái. Bởi lẽ nước Mỹ vốn dĩ là một quốc gia luôn chào đón, chấp nhận những người đến đây làm việc, cố gắng và cần cù. Đặc biệt là họ luôn đãi ngộ những chuyên viên giúp đất nước này khá hơn. Và điều này cũng chính là giúp cho chính những cá nhân đó được giàu sang, tiếng tăm và đầy quyền lực. Một điểm son nữa, dù rằng nếu như ta chỉ là người Mỹ với mức sống trung bình, không quyền lực, không tiếng tăm, không giàu có, nhưng vẫn có cuộc sống tự do như mọi người. Người Mỹ trả lương theo đúng giá trị mà cá nhân đem lại cho cộng đồng cũng như cho xã hội Mỹ. Nếu giá trị của bạn tạo ra càng nhiều thì mức lương của bạn càng cao. Ví dụ như với bằng kỹ sư mà người Mỹ cần, họ có thể trả cho bạn trung bình là 60.000 USD lúc mới ra trường, và mức lương từ đó sẽ tăng lên với thâm niên làm việc của bạn. Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng, dễ thở hơn khi chúng ta không phải tìm cách lươn lẹo, luồn lách để có được cuộc sống đáng sống với điều kiện vật chất đáp ứng với những nhu cầu như ăn, ở, giải trí v.v. của một con người bình thường. Và đây cũng là điểm đáng sống nữa trên đất nước Mỹ này. Kính thưa quý vị, một chút chia sẻ xin gửi đến quý vị. Cũng xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.